DAC V1 Pro. Chúng ta có V1 Pro, V1 Pro, V1 Pro và rất nhiều DAC V1 Pro mới về ngày hôm nay tại Nhạc Số Hà Nội. Mọi người có thấy không ạ? Ngoại hình mới và điểm đặc biệt đó là chúng ta có thêm những phần nâng cấp về tụ bên trong chiếc DAC V1 Pro này. Nào, mời mọi người cùng theo dõi. Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Nhạc Số Hà Nội. Ngày hôm nay, 22 tháng 8 năm 2022, bên em đã về hàng trăm con DAC V1 Pro nhé mọi người nhé. Rất nhiều. Đây chỉ là một phần nhỏ trong cái số lượng DAC V1 Pro đã về tại shop với địa chỉ là số 691 ngõ 68 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, với số điện thoại là 0766 030 050, thì mọi người có thể thoải mái đặt số lượng DAC về để chúng ta sử dụng nhé. Còn về ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu với mọi người kỹ hơn một xíu về mẫu DAC V1 Pro với thiết kế mới. Bên cạnh đó là chúng ta có những cái linh kiện mới nhé. Cụ thể thì ngày trước ấy, em đã có làm rất kỹ về sản phẩm V1 Pro này rồi. Mọi người lên YouTube hoặc là YouTube, mọi người có thể gõ chữ DAC V1 Pro Nhạc Số Hà Nội. Đó, như trên màn hình mọi người đang xem đấy, thì nó sẽ hiển thị ra mọi người rất nhiều những cái video mà Nhạc Số Hà Nội đã làm rất kỹ về sản phẩm này. Nào là video giới thiệu và hướng dẫn các cái chức năng cũng như là cái độ tiện lợi của sản phẩm V1 Pro này. Nào là video chi tiết từng linh kiện, rất chi tiết từng linh kiện, từng con tụ một bên trong sản phẩm V1 Pro. Rồi tiếp nữa đó là hướng dẫn làm sao để mọi người sử dụng hiệu quả nhất cái sản phẩm V1 Pro này. Rồi tiếp nữa là chúng ta có sản phẩm V1 Pro kết hợp với cái Tubi T1 đấy, để chúng ta chơi nhạc làm sao cho nó được tối ưu nhất. Chúng ta có thể điều chỉnh bass chép, chúng ta có thể nghe cái âm sắc nó mới lạ hơn. Đấy, thế thì trên video mọi người có thể thấy trên màn hình ấy, nó hiện ra rất nhiều những cái video về sản phẩm này. Và phải nói rằng là DAC V1 Pro của Suka Audio là một cái sản phẩm đi đúng vào cái thị yếu của người dùng Việt Nam. Chúng ta dùng chủ yếu là cổng quang và cổng Bluetooth từ TV và từ điện thoại, và nó đáp ứng cho chúng ta chỉ hai cổng đó. Bên cạnh đó thì nó lại xuất cho chúng ta được hai cổng, cổng quang và cổng RCA. Tức là đối với những cái bộ loa sao 3 đó, đấy, hay là những cái âm ly của chúng ta chẳng hạn, đấy, những âm ly tích hợp, nó có nhận cổng quang và không có Bluetooth, thì nghiễm nhiên chúng ta có thể bắt Bluetooth vào V1 và từ V1 chúng ta xuất cổng quang ra loa sao 3, rất tiện. Hoặc chúng ta sẽ chuyển cái cổng RCA này xuống trực tiếp âm ly cũng rất là tiện. Vậy là chúng ta có đa năng trong sản phẩm V1 Pro này. Rồi, chi tiết thì em đã làm từ những cái video trước rồi. Còn ngày hôm nay, nào, mời mọi người hãy đi cái đầu tiên chúng ta hãy đi xem là cái khác biệt về mặt ngoại hình nhá. Đầu tiên về mặt ngoại hình, mọi người có thể thấy không ạ? Đây, thay vì với sản phẩm Suka V1 Pro ban đầu, chúng ta có cái hai cái đèn màu xanh ở phía giữa lồi ra ngoài đó. Đấy, màu xanh nhá, màu xanh dương. Thì cái sản phẩm V1 Pro này mới của chúng ta, đấy, em gọi là phiên bản 2.0 đi nhá, nó sẽ có cái màu đèn của chúng ta là màu đỏ và nằm ở bên trái rất gọn. Đèn này của chúng ta không lộ ra ngoài. Đấy, không lộ ra ngoài. Hoàn toàn là đèn LED ở bên phía bên trong. Đấy, nhìn nó rất là gọn, rất là tinh tế. Cá nhân em đánh giá là cái thiết kế như thế này nó tinh tế hơn cái thiết kế cũ, bởi vì nhìn cái thiết kế cũ có hai cái đèn nó hơi lồi ra đó, nó cảm giác như chưa được sang trọng lắm. Nhưng sang mẫu thiết kế này, đấy, chỉ có một cái thay đổi nhỏ vậy thôi về cái phía góc bên trái này thôi, nhìn sản phẩm chúng ta trông nó mượt mà hơn, nó sang trọng hơn, nó tinh tế hơn. Đấy, đây cũng là một cái mà nhà sản xuất người ta để ý, người ta rất là tinh ý trong cái vấn đề về ngoại hình. Đây mọi người, khi em rút ra này, thì nó tắt đèn này. Đó, mọi người có thể thấy nữa, đó là cái cổng quang của chúng ta. Đấy, hai cái cổng quang này,
cái sản phẩm ban đầu với một pro ban đầu á thì cả hai cổng này đều màu đen. Đến thì nhiều khi mà ai ít đọc cái phần chữ bên trên thì lại có khi cắm nhầm. Và em cũng đã cắm nhầm rồi chứ không phải là mỗi người dùng đâu. Bản thân em cũng đã cắm nhầm cái cổng ở bên phải này thì mình lại là cắm cổng đầu vào. Và mình cứ thắc mắc là ở tại sao tín hiệu nó không ra. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì là mình đã bị cắm nhầm. Mọi người có thể để ý nhé, ở đây chúng ta có cái OPT in, tức là cổng quang đi vào, nó là màu đen. Còn OPT out, tức là cổng quang đi ra nhá, xuất tín hiệu từ con V1 này ra thì nó là màu tím. Cái thay đổi màu sắc đó thôi cũng cho chúng ta một cái cách nhận biết nó khá là đơn giản và lại cực kỳ hiệu quả đối với ai mà ngại đọc dòng chữ này. Rồi, ở bên cạnh đấy thì chúng ta vẫn có tem Suka Audio. Mọi người có thể lên Zalo, chúng ta quét cái mã vạch này là nó sẽ ra cái trang chủ của Suka Audio. Đấy là cái thay đổi về ngoại hình. Đấy, một chút chút thay đổi thôi nhưng đem lại những cái hình thức, cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Và cá nhân em đánh giá đây là cái bước thay đổi đem lại cái sự hiệu quả tốt trong cái việc mà chúng ta đánh giá về ngoại hình nhá. Sự thay đổi tiếp theo thứ hai đấy mà tất cả những cái sản phẩm V1 Pro này về nhạc số Hà Nội, về shop đấy đều có, đó là sự thay đổi về mên mạch. Đó. Đây nào, trên tay em đây là một sản phẩm V1 Pro mới em đã tháo ra. Sản phẩm nào về mới cũng sẽ có một con chuột bạch được tháo ra để cho mọi người chiêm ngưỡng cái mên mạch bên trong của người ta. Thì mọi người có thể thấy đầu tiên chúng ta có cái dòng chữ ở đây 2022 gạch 07 gạch 19, tức là nó sản xuất ngày 19 tháng 7 năm 2022, cách đây đâu đó tròn một tháng đấy, 1 tháng 3 ngày, mọi người thấy không ạ? Và nó ghi chữ ở đây là V 2.V2 đấy. Ngày trước thì nó là phiên bản V1, còn bây giờ nó là cái phiên bản V2, tức là phiên bản thứ hai thôi, còn tên gọi là V1 Pro. Mọi người có thể để ý kỹ, để ý kỹ, thật ra không cần phải kỹ đâu, chúng ta vẫn có thể nhìn ra đó là về cái số lượng tụ hóa 220 16V. So với cái phiên bản đầu tiên thì chúng ta chỉ có 4 cái tụ này thôi. Nhưng sang cái phiên bản thứ hai này chúng ta có đến 1 2 3 4 5 6 7 cái tụ này. Nhiệm vụ của 7 cái con tụ này đó là ổn định và cung cấp dòng điện cho cái bảng mạch phía bên đầu vào của chúng ta. Phía bên đầu vào này nhá. Đấy, 7 con tụ. À thì nghiễm nhiên rồi, cùng là một 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 cái con tụ cùng cái trị số như vậy và chúng ta sử dụng nhiều con tụ hơn thì nghiễm nhiên là chúng ta sẽ cho một cái bảng mạch với cái cường độ tín hiệu, với cái sự ổn định về dòng điện là tốt hơn. Đó là cái sự thay đổi đầu tiên về mên mạch. Cái sự thay đổi thứ hai, mọi người hãy nhìn thấy ba cái đỏ đỏ đấy không ạ? Đấy, nó chính là ba cái con tụ Wima của Đức. Ba cái con tụ này á, không phải ba con, mà thông thường cái tụ Wima này nó sẽ nằm trong những cái con giải mã DAC đắt tiền hơn, thậm chí nằm trên những cái con khá là đắt của những cái dòng như là Guttat, người ta vẫn sử dụng cái tụ Wima của Đức này, cái tụ đỏ đỏ này mọi người nhé. Tất nhiên là cái thông số của nó thì sẽ không hề giống nhau, nhưng mình đánh giá rằng cái tụ Wima này nằm trên con V1 và đồ này cũng là một cái sự thay đổi, một cái sự nâng cấp rất tốt của Suka Audio. Tụ Wima này có cái tác dụng đó là lọc nhá, đây là một con tụ lọc mọi người nhá, lọc nguồn đấy để cho cái nguồn điện nó sạch, cho cái âm thanh của chúng ta nghe trong hơn, rõ nét hơn. Ba con tụ Wima này này, đấy là một cái sự cải tiến, một cái sự nâng cấp rất đáng giá. Tiếp theo nữa, mọi người có thể nhìn thấy hai cái con xanh xanh này không? Trong cái phiên bản đầu tiên á thì không có hai cái tụ xanh xanh này. Đây chính là hai con tụ hóa Ela của Nhật nhá. Nó là Elna là thấp đấy, nhưng mà nhiều khi cứ quen mồm đọc L cao, Elna của Nhật nhá. Hai con này có trị số là 25V 22 microfarad, nó nằm phía trước của cái relay, relay bảo vệ nguồn ra đó. Một cái sự nâng cấp, ba con tụ hóa 220 16, hai con tụ hóa Ela và ba con tụ Wima của Nhật.
và ba con tụ Wima của Đức. Đây là một cái sự nâng cấp này, ba con này, hai con này là 5, cũng ba con này cộng lại đâu đó nó cũng khá tiền đấy nhá. Mới đét nó cũng tính đến tiền trăm nghìn đấy chứ nó không hề rẻ nhá. Nhưng V1 Pro vẫn giữ nguyên giá 1.590.000 tại nhà số Hà Nội. Bên cạnh đó thì em có tặng nguồn để mọi người chơi. Đấy. Linh kiện nâng cấp lên nhưng giá thì không đổi. Và tất nhiên là chính sách bảo hành là vẫn là 12 tháng. Bên cạnh đó là em sẽ đổi mới nếu như lỗi là 1 đổi 1. Đấy mọi người có thể thấy không ạ? Đây chỉ là một phần nhỏ cái số lượng thôi nhá. Ở số này đâu đó tầm khoảng hơn 20 con. Đấy, một phần góc nhỏ thôi, còn lại ở trong thùng em hắn đóng. Thì mọi người có thể thoải mái, nếu như lỗi chúng ta hoàn toàn có thể đổi mới. Cái đấy là cái điều mà mọi người không cần phải lo lắng. Rồi, thì vừa rồi là cái video mà em giới thiệu về sản phẩm V1 Pro đời thứ 2. Là một cái phiên bản DAC rất được ưa chuộng và liên tục cháy hàng. Cháy hàng rất là nhanh đấy nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe ạ.